Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh theo Khi ấy có mấy kinh sư và mấy người Pharisêu nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy là một dấu lạ. Người đã hấp thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Jonah. Quả thật ông Jonah đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. Trong cuộc phán xét dân thành Nineveh sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng mà đây thì còn hơn hơn ông zona nữa trong cuộc phán xét nếu hoàng phương nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này và bà sẽ kết án họ vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua salomon mà đây thì còn hơn vua salomon nữa đó là lời chúa Kính thưa quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em Con xin được chia sẻ lời Chúa ngày hôm nay thứ hai Sau Chúa Nhật thứ 16 mùa thường niên Trước tiên chúng ta ôn lại lời Chúa ngày hôm qua Chúa Nhật Đức Giêsu ghé thăm nhà cô Mác Ta À, Maria và Lazaro, cô Magda thì lo lắng hầu bàn, còn cô Maria thì cứ ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe lời người. Chúa Giêsu đã nói với cô Marta Mácta, ta ơi, con lo lắng nhiều chuyện quá, chỉ có một việc cần thiết nhất mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất. Cuộc sống của tất cả chúng ta thì đại đa số là chúng ta hay lo lắng. À, cái lo lắng của cô Magda đây cũng là điều tốt, lo cho Chúa Giêsu có cái ăn. Thế nhưng mà qua Câu nói của Chúa Giêsu với cô Marta cho chúng ta thấy còn có một cái điều mà quan trọng hơn, tốt lành hơn đó là ngồi lắng nghe lời Chúa. Cuộc sống của chúng ta dẫu có nhiều cái lắng lo thì cũng vẫn phải dành thời gian ngồi như cô Maria để lắng nghe lời Chúa. Rồi chúng ta đi vào lời Chúa ngày hôm nay. Những người Pha ri muốn Đức Giêsu làm một dấu lạ. À, chắc chắn là Đức Giêsu cũng đã làm rất nhiều dấu lạ rồi Chúa Giêsu cũng đã chữa cho người phong được sạch người kẻ què được đi người câm nói được rồi thậm chí là kẻ chết sống lại rồi. thế nhưng mà người ta không tin người ta cứ cứng lòng không tin và hôm nay người ta lại muốn Chúa Giêsu làm một cái phép lạ nữa và Chúa Giêsu đã nói rất là mạnh thế hệ gian tà đòi điềm thiêng dấu lạ sẽ không có dấu lạ nào khác ngoài dấu lạ ngôn sứ Jonah À, thế thì dấu lặng ngôn sư Jonah là gì tức là ông Jonah đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm mà không chết <laughs> à, tức là chúng ta biết chuyện của ông Jonah đó là Chúa nói với ông Jonah là đi 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 về để kêu gọi người ta sám hối kẻo rồi người ta sẽ sẽ phải chết thế thì ông Jonah này ông không có chịu đi ông không có vâng lời Chúa ông không chịu đi ông ta mới xuống thuyền ông ta trốn đi chỗ khác và Chúa làm cho một cái phong ba bão tố nổi lên Rồi cuối cùng người ta phải quăng ông ta xuống biển Để cho nó bị trời yên bể lặng Và khi quăng ông Jonah xuống biển Thì một con cá đã nuốt ông ta vào bụng suốt 3 ngày 3 đêm Rồi thả ông ra trên bờ Ninive Sau 3 ngày 3 đêm trong bụng cá mà không chết Thả lên trên bờ Thì ông Jonah ông, lúc này ông ta mới nhận ra rằng Mình phải vâng lời Chúa kêu gọi người ta sám hối và cuối cùng thì Nid đi đi sám hối và Nid đi đi về không phải gặp thảm họa. Ha? Thế thì hôm nay Chúa xuống nhắc lại cái phép lạ của ông Jonah trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm để nhắc nhở tất cả chúng ta để nói với những người Phaolô rằng không có cái phép màu nào ngoài phép màu ông Jonah. Đó là phải vâng nghe lời Chúa, phải nghe lời Chúa, nghe lời Chúa là có phép lạ. Là... Chứ còn cứ ngồi mà đòi dấu lạ này Phải cho con dấu lạ này dấu lạ kia Rồi con mới tin thì Chúng ta xem ra có vẻ là hơi thách thức Thiên Chúa Cứ vâng lời Chúa Cứ vâng lời Chúa Giống như ông phêrô đấy Cả một đêm vất vả không bắt được cái gì cả Chúa Sư nói về thả xuống chỗ bên phải mạn thuyền đó Thì ông ta mới nói là vâng lời Thầy con thả lưới và ông ta cũng đã thấy được một mẻ cá lạ lùng thế để đây là ý thứ nhất sẽ không có phép màu nào ngoài phép màu ngoài phép lạ của ông Jonah tức là ông bà anh chị em tất cả chúng ta phải vâng nghe lời Chúa vâng nghe lời Chúa Giêsu không có thử thách Chúa nữa rồi ý thứ hai Chúa Giêsu cũng muốn mượn cái hình ảnh ông Jonah ba ngày ba đêm trong bụng kỳ ngư để ám chỉ rằng là sẽ còn một cái phép lạ lớn nhất vĩ đại nhất nicky su ở trong lòng đất và sống lại đức Giêsu ở trong lòng đất và sống lại. Thế thì uh, tiếp nối cái ý tưởng này thì chúng ta thấy rằng là uh, Chúa Giêsu cũng nói đến dân thành Ninive đã nghe lời ông Jonah, uh, rồi họ cũng đã thấy được cái phép lạ là họ không có phải chết hay là nữ hoàng phương Nam cũng đã nghe lời vua Salomon, mà ở đây còn hơn vua Salomon nữa. Thế thì hôm nay chúng ta phải vâng nghe lời Chúa Giêsu để chúng ta có thể tiến đến một cái phép lạ vĩ đại hơn nữa là Đức Giêsu chết đi và sống lại. Với cái phép lạ Đức Giêsu chết đi sống lại cũng là một lời mời gọi tất cả chúng ta đi vào cái phép màu này để cùng được chết và sống lại với Đức Giêsu. À, thế thì kinh thưa quý cụ quý, quý ông bà và tất cả anh chị em Đức Giêsu mời gọi tất cả chúng ta đi vào phép lạ của Chúa chết đi sống lại. Thế thì để chết đi sống lại với Chúa thứ nhất vâng lời Chúa như chúng ta đã chia sẻ về câu chuyện của ông Jonah. Cái thứ hai chúng ta hãy kết hiệp tất cả mọi đau khổ của chúng ta với cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. À, để cùng chết với Đức Giêsu thì chúng ta phải biết mang lấy tất cả mọi cái đau khổ, đau khổ của thân phận, đau khổ của tội lỗi, đau khổ của anh chị em chúng ta như Đức Giêsu đã mang lấy những cái đau khổ đó. Hãy kết hiệp tất cả mọi đau khổ của chúng ta một cách hiền lành kết hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô. Và khi chúng ta sẵn sàng vác thập giá với Đức Giêsu, chịu đau khổ với Đức Giêsu thì khi đến giờ chết, chúng ta cũng sẽ chết với Đức Giêsu và cũng sẽ được hưởng phép lạ của sự sống lại.